đến tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì Phạm Hương rất là hạnh phúc cũng như rất là vui mừng khi được tham gia trong buổi tối ngày hôm nay với một hoạt động rất là ý nghĩa. Và bản thân Phạm Hương thì rất là khi chiếc áo dài đó với tình thương cũng như mang thật nhiều ý nghĩa thiện nguyện. Và Phạm Hương hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay tất cả quý vị hãy cùng chia sẻ cũng như hãy mở rộng tấm lòng của mình để cùng giúp đỡ rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn thông qua chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Vâng, là hoa hậu của chúng tôi. Xin cảm ơn Phạm Hương. Đây là một bộ áo dài cưới rất là sang trọng, được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Em nghĩ là các anh các chị ai mà chưa cưới thì rất hợp với bộ áo này đó ạ. 250 triệu, không biết là ở phía bên này còn ai trả giá cao hơn không ạ? Có chị nào buôn bán ở chợ Bến Thành nữa không? Mình cứ dần dần bước lên đi ạ. Bởi vì có vẻ như là nắm chắc phần hàm này đấy. Và xin mời Hoa hậu Phạm Hương, bạn có thể chia sẻ đôi điều khi mà chúng ta thấy rằng tấm áo dài này sắp sửa vào trường đến tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì Phạm Hương rất là hạnh phúc cũng như rất là vui mừng khi được tham gia trong buổi tối ngày hôm nay với một hoạt động rất là ý nghĩa. Và bản thân Phạm Hương thì rất là khi chiếc áo dài đó với tình thương cũng như mang thật nhiều ý nghĩa thiện nguyện. Và Phạm Hương hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay tất cả quý vị hãy cùng chia sẻ cũng như hãy mở rộng tấm lòng của mình để cùng giúp đỡ rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn thông qua chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Vâng, là hoa hậu của chúng tôi. Xin cảm ơn Phạm Hương.